6 tháng đầu năm 2023, mặc dù tình hình kinh tế thế giới trong nước hết sức khó khăn, thị trường năng lượng giảm sâu so với cùng kỳ và xu hướng tháng sau giảm so với các tháng trước. Nhưng nhờ quyết liệt, hiệu quả trong quản trị điều hành, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Petro Việt Nam vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn, ổn định, đạt kết quả cao, đóng góp quan trọng cho nền kinh tế, hỗ trợ tăng trưởng GDP cả nước, cũng như góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tổng doanh thu toàn tập đoàn 6 tháng đầu năm ước đạt trên 420.000 tỷ đồng, vượt 24% kế hoạch 6 tháng, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 66.000 tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch, cung cấp ổn định tối đa các sản phẩm chiến lược là khí, điện, đạn, xăng dầu cho đời sống và sản xuất. Trong 6 tháng cuối năm, tập đoàn sẽ kiên định mục tiêu tăng trưởng phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu đề ra và để làm được điều này petro việt nam và từng đơn vị sẽ phải thường xuyên đánh giá xây dựng kế hoạch điều hành dựa trên kịch bản tăng trưởng kinh tế đất nước để cụ thể hóa bám sát quản trị chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch ra soát cập nhật đẩy mạnh công tác đầu tư chuẩn bị tích cực để thực hiện đề án tái cấu trúc khi được phê duyệt